quay nhẹ nhàng nha mấy fan. Từ cái bố mới á nên nó hơi rít, nó chưa có độ giãn. Bảo đảm mấy bạn có ai cũng sẽ thắc mắc là sao nó kêu len keng đúng không? Rồi hello anh em, mình là Mr. Ken số 79 và các bạn đang coi video hàng ngày của mình trên kênh Santuna Motorcycle và được phát liên tục vào lúc 7 giờ tối. Thì hôm nay mình làm một cái blog này sẽ chia sẻ cho anh em về cái kinh nghiệm và thay bố thắng cho con heo trước của phân khối lớn. Đây thì sáng mình đã tháo ra rồi. Giờ tí nữa mình sẽ lỡ rồi mình sẽ vệ sinh luôn. Đây là con heo Rambo M4. Thì hồi trước mình cũng đã thay cái bộ bố này cũng chắc cũng khoảng tầm 6-7 tháng rồi. Cũng nói chung là cũng lâu rồi, nhưng mà xe mình cũng đi nhiều quá. Thì đây, như bố đây. Nó mòn gần hết rồi. Nè. Còn mấy cái dấu này là chắc là do thợ lúc mà tháo ra ép bố vô á, lấy đồ nại không có kỹ bị bể. Còn cái này thì nó mỏng quá, nó rớt khuôn mặt luôn. Hàng gì mình đi mấy bữa trước mình cũng không để ý, đi mình không để ý nên đi cảm thấy từ từ cái xe nó nặng. Nó nặng là do là khi mà cái bố mình mòn á, khi mà cái bố mình mòn gần sắp hết á, là bắt đầu là cái bít tông là nó có xu hướng là nó sẽ đẩy càng ngày nó càng sát vô đây, càng ngày nó càng đẩy càng sát vô, nên là nó sẽ không có nhả ngược lại giống như là cái lúc mà bố nó còn sâu. Thì mình cũng đã mua cái bộ bố mới về rồi để thay thế cho cái bộ bố cũ. Thì một tí nữa để mình vệ sinh xong con heo mình sẽ ráp vô lại. Nếu mà mấy anh em nào mà trước khi thay bố mới thì mình nếu mà mình kỹ á thì mình tháo cặp dĩa này ra. Mấy anh em thấy không? Cặp dĩa mình là hiện tại nó đang bị sọc nè. Cái dĩa mình nó bị sọc á thì mình chạy xe cái bố mình nó sẽ mau ăn mòn hơn. Mấy anh em nào mà kỹ thì tháo cặp dĩa này đem đi rà lại. Có nghĩa là kiếm những cái tiệm tiện hoặc là những cái nào mà chuyên làm về bố thắng, dĩa thắng á, là có cái mặt bằng á, có cái bàn mà để đo á, để mình tiện cho nó chuẩn hơn. Chứ còn mấy cái chỗ ở ngoài nhiều chỗ tàu lao á, tiện thì nó không có chuẩn lắm. Thì mình vớt mỏng hai cái mặt trên đây nè, cho nó láng lại ra cái màu thép zin á, nó láng nó không có bị sọc gì, thì cái bố mình nó đỡ bị ăn mòn hơn. Để tí mình sẽ vệ sinh rồi mình quay clip cho mấy anh em. Còn mình giờ thì thực sự mà nói mình không có thời gian để mình tháo cái dĩa này ra để đi đi tiện, nên là mình thay luôn. Khi nào mòn bố thì mình tính tiếp. Giờ mà cầm cặp dĩa lên trên quận 6 đem đi vớt thì nó cực quá. Tại vì mai mình mắc đi tour nên là không có thời gian để mình làm mấy chuyện đó. Mỗi lần tháo một lần cực. Rồi sẵn tháo ra thay bố mình vệ sinh đất cát đổ trong luôn. Nhiều khi cho đỡ văng cái mặt bố. Nãy dù mấy anh em chịu khó mình pha nước rửa chén chung với lại sumo á, ngâm nó một xíu, một hồi cái mình mới rửa cho nó sạch, để ngâm hồi rửa lại bằng nước sạch đó thì nó ra cái đất cát nó dễ hơn. Nhiều khi ba cái dầu nhớt đồ đi lâu ngày nó bám lại, nó đen lâu lắm.
có chia sẻ với anh em á, thí dụ mấy anh em nào kỹ á thì nên tháo cái dàn phía trước luôn, mình đem đi mình đi vớt cái mặt này cho nó mịn lại, chứ còn cái dĩa của mình hiện tại là nó đang bị xước nên là nó sẽ làm cho cái bố mình nó mau mòn lắm. Bây giờ mình không có thời gian, thì ngày mai mình phải đi tour rồi nên không có thời gian giờ ráp bố luôn đi luôn. Chịu khó trước khi mà mình thay bố mới á, mình ép hai cái bố cũ á, ép bốn cái bê tông vô cho nó sát hai cái mặt này đi, để lát nữa hồi mình dễ canh. Ngành công nghiệp, ngành nào cũng rất giá. Cuối cùng đã thay xong cái cặp bố rồi, giờ lát nữa mình xuống cái chống đổ, mình đem xe ra mình rửa. Tối nay đi cà phê xịn sò với lại anh lớn. Tối nay anh kia anh dạy cho mình làm phần mềm Da Vinci Resolve. Thì cảm ơn anh em cũng đã coi hết video của mình. Trong cái clip thì mình cũng đã hướng dẫn mấy anh em cái cách mà cho cái bố nó đỡ bị mòn hơn, là đơn giản là khi mà anh em hết bố thì tất nhiên là đi thời gian á, cát đất thì nó sẽ bám trên mặt bố, mình thắng là cái đĩa của mình nó sẽ bị sọc vậy. Mà cái đĩa nó sọc mà anh em có thay cái bố mới vô á thì thắng nó sẽ dễ bị mòn bố nhiều hơn. Nếu mà anh em kỹ á thì tháo cái cặp dĩa nè, mình đem đi mình vớt lại cho nó láng, láng thiệt láng giống như ban đầu á, thì gắn bố vô thì nó đỡ bị mòn cái bố hơn. Đó mấy anh em nhớ nha. Rồi một lần nữa xin chào mấy anh em, hẹn gặp lại mấy anh em video tiếp theo. Ok.